vực đường dưới, pha giao tranh khá là rác giữa hai bên và đã có người phải tốc biến, đó là Slay Bia. Cũng tương tự như vậy, Levi đang chạy tới với tốc hành. Đây là 3 đánh 2, Slay cố gắng có được điểm hạ gục nhưng có lẽ là không đủ sức. Anh ta bắn quy hùng cuối cùng cũng có được đầu. Công đầu. Tạm thời là 1 đối 1, bóng ngủ tung ra. Chắc chắn là Slay phải gục ngã. 2 điểm hạ gục cho Gam. Giữa Zeroth và Kia'Jah ở khu vực đường trên. Và tình huống xử lý ghê hơn. Gần như là hoàn hảo Kia'Jah. Chính xác là như vậy. Chưa thấy sai. Pha solo ở đường trên liệu có không Kia'Jah? Bắt buộc Zeroth phải tốc biến, Kia'Jah vẫn đang đánh được. Và đó là tình huống solo kill à, chưa. Cuối cùng đã có rồi. Lượng máu thấp đến từ Yijin khiến cho anh ta mất đi cơ sở ở khu vực đường giữa làm tình huống. Có siêu hụt giảng thể để đảm bảo mạng sống dành cho KT và Slay đã bị hạ gục. Cộng đồng nguyên tố thứ 3 của ván thi đấu bắt đầu xuất hiện và đội hình đến từ bên phía của FPTC Sport đang gặp trở ngại về mặt nhân sự. Một Minh Địa không đủ sức để có thể phòng ngự, thậm chí là Gam lăn quả cầu tuyết này rất lớn. Gọi con xí đã ra khu vực đường giữa chắc chắn sẽ có trụ ba dành cho họ. Gam đang có được một lợi thế rất lớn, Style lao vào dứt điểm được địa giữa hai trụ của đối phương và có cảm giác như FPTC đang tan vỡ hoàn toàn. Yijin cố gắng lao lên nhưng không làm được gì cả, sứ giả vẫn còn đó và nó sẽ hút được thêm một cái nữa. Quá nhiều lợi thế dành cho Gam Esports. Yijin không có nhiều lắm ý nghĩa khi mà anh ta cũng không còn cho mình đó chiêu cuối nữa. Zeroth khu vực đường trên, anh ta bị làm choáng và đây xem tình huống mà Kia'Jah không muốn buông bỏ. Kia'Jah còn cho mình đó chiêu cuối, đẩy Zeroth ngược trở lại nhưng đó là tình huống làm choáng không thành công của Kia'Jah. Một đều ở khu vực đường trên dành cho Zeroth. Và chưa kể đó là bản năng sát thủ của Style nữa, bóng ngủ được con cốc che của nghịch sao. Anh ta buộc phải tốc biến bỏ chạy tia truy kích nhưng không có bản năng sát thủ. Style có tốc biến, tốc biến lên, Style quyết định anh ta tốc biến lên và đó là Kia'Jah với mạng hạ gục 6-2 cho Gam. BE đang vòng ra phía sau và ép một tình huống giao tranh dành cho bên phía của Gam. Gần như không có khả năng chống cự đến từ FPTC khi mà bộ đôi Slay và Yijin nhanh chóng nằm xuống. Với thời điểm Baron đã ra và bên phía FPTC không hề có rừng, đây chắc chắn là một con Baron miễn phí dành cho Gam Esports ở ngay vào phút thứ 21. Mạnh hai món trang bị, BE di chuyển khá là tự tin vào trong rừng của phía đối phương bởi vì anh ta có những người đồng đội phía sau. Hạt lăn lóc trúng vào BE. Khúc ru rừng thẳm. Ngủ một thôi, đó là BE. Slay tiến lên, Slay combo ba người đẩy được xạ thủ của Gam về nhưng không có ai bồi theo cả và Style vẫn đang bắn tốt. Slay chắc chắn sẽ phải nằm xuống và phần còn lại của Gam đang tràn lên. Kia'Jah quẩy giữa đội đối phương, Levi đang Levi tới và đây là một con Olaf cực mạnh. Celeb chịu không nổi lượng sát thương này và gục ngã. Double kill dành cho Style, tiên truy kích không trúng nhưng có lẽ không cần thiết bị làm chậm rồi, chặn đầu địa và Yijin thì nằm xuống trước đó. Triple kill còn cơ hội cho SBTC. Dịch chuyển lên đường trên, Levi đang bọc đầu. Levi không có tốc hành cho pha thi đấu này. Kia'Jah đây đang là cá nhân nè, đây là một pha xử lý mang tính chất cá nhân nè. Yijin bấm đồng hồ, pha dịch chuyển chặn đường của KT và Gam đang làm mọi cách để có thêm những điểm hạ gục. Zeroth ngủ, Zeroth đang cố gắng chống cự, anh ta lướt về phía đồng đội bên kia. Style bắn tốt nhưng Celeb thì không bắn được vào người của Style. Yijin đã nằm, địa cũng nằm. Celeb quá đơn độc, đánh hạt không nổ để bỏ chạy mà thôi, nhưng Slay thì không có hạt không nổ để cứu được anh ta trong tình huống ở đường trên cả. Điểm hạ gục thứ 16 dành cho Gam Esports và đến thời điểm này thì có thể khẳng định ván đấu đầu tiên thuộc về đương kim á quân. Ván thi đấu đã thuộc vào trong túi của phía Gam rồi, họ sẽ kiểm soát và có được lợi thế đôi phần trong kèo thi đấu BO3 này bằng chiến thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên của mình với một cái sức ép quá lớn đến từ 5 thành viên. Tốc biến khiêu khích đến từ BE, Celeb lùi về được nhưng đó chỉ là một tình huống anh ta có thể lùi về được thôi. Phản công đến từ bên phía của FPT Sport, không có cửa nào để phản công cả. Wow. Khi chênh lệch là 10.000, họ nỗ lực để hạ gục được BE nhưng Kia'Jah đang có na khổng lồ. Gam quyết định chơi chắc cú, họ đang dắt díu nhau lui về một chút xíu. Yijin cố gắng lao lên, anh ta bị dính bóng ngủ, máu của ta rất thấp. Zeroth không làm được gì cả, đang cố gắng bỏ chạy bị đẩy về. Kia'Jah cứu cho Zeroth một mạng. Slay lao lên làm choáng nhưng không đủ sát thương để dứt điểm. Chia tài quá khỏe, kill dành cho KT. Celeb lao vào giữa đối phương và không còn Celeb nữa, là triple kill cho đường giữa của Gam. Một Minh Địa không đủ sức để có thể làm bất kỳ một điều gì cả. Kia'Jah lao lên tha người đồng đội cũ của mình và anh ta có khả năng tiện địa em bung bê răng. Điểm hạ gục cuối cùng dành cho Gam ở trong ván đấu này, 1-0 cho Gam Esports. Mai Dương đang đơn độc và có lẽ như anh ta không còn đơn độc nữa khi mà những người đồng đội đang chuẩn bị chào đón anh ta, quyết định để có thể câu kéo. Mọi thứ đều vô nghĩa dành cho Zeroth cho pha thi đấu này. Chiến thắng đã thuộc về cho bên phía của Gam Esports. Một ván đấu mà Gam đã thể hiện phần nào đó một sự vượt trội khá là sớm kể từ giai đoạn cấm và chọn, cũng như là cách mà họ triển khai chất tướng mà mình có. FPTC muốn chơi nhưng Gam cũng muốn chơi.
Pierre tiến lên, Style bắn được một phát vào người đối phương, pha lao vào tấn công, họ nhắm vào Yijin. Yijin khá thấp máu và Yijin cố gắng quay ngược lại không thành công. Yijin nằm xuống, Celeb bắn trong tuyệt vọng, anh ta nhảy thẳng vào đối phương và đã có điểm hạ gục đầu tiên, đó là đĩa 1-1 cho BDC. KT đang tới, KT không có đủ điểm nổ và tạm thời pha giao tranh dừng lại 1-1 thì cô gặp. Còn đây tình huống không máu đến từ cả hai người chơi được giữa băng trụ bị CC rướng để có thể đổi mạng. Bây giờ Zeroth phải đặc biệt chú ý nha. Ôi, Levi solo kill trong rừng. Rồi, hơn một cấp độ đối với Levi là người đang được chọn. Anh ta bị bắn khá là rác và anh ta chạy được vào tới trụ, nhưng mà Levi tung hạt không qua được lính. Celeb vẫn đang cố gắng bỏ chạy, anh ta còn tốc biến, anh ta buộc phải nhảy trước tốc biến sau. Levi vẫn đang lao tới, không bắt được. Địa có mặt ở đây để hỗ trợ cho đồng đội của mình, nhưng Gam đang dắt díu nhau về. Người đang bị giữ lại là Style và anh ta đã gục ngã, nhưng Levi còn khá khỏe với hai bùa. Mặc dù vậy thì anh ta không còn chiêu cuối, đang đi bộ dần về. Rồi, khu vực đường dưới cũng đang mặc dù gặp bất lợi khi mà Style đã nằm xuống khá là nhiều lần, nhưng những cái cánh khác thì đang Levi đi vào bụi. Levi đang bị tấn công, anh ta đang đợi đồng đội của mình tới. Ta bị ôm, đồng đội của Levi đã tới. Levi đã dùng chiêu cuối rồi và khúc ru rừng thậm tiện Yijin lên bảng. Slay chắc là chạy lên phường. Kiyaya tấn công, điểm hạ gục dành cho Kiyaya và Celeb tương tự là như vậy. Hết rồi, cái trứng chọi đá luôn. Yeah. Ồ, tốc biến rất nhanh, rất quyết đoán. Rồi ok, con rồng xuất hiện rồi, mất đi cho mình đó tốc biến, một bước lùi nho nhỏ. Nhưng mà bước lùi này thật ra đang được cân bằng về cái lượng sức mạnh. Yijin sao lên cao vậy? Anh ta buộc phải tốc biến, Bia vẫn đang lao vào. Siêu hùng giáng thế được dùng, Bia tương đối đơn độc nhưng ta khá là trâu. Gam đang có khá là nhiều thời gian mà Bia câu lại được. Hủy diệt đấu trường được dùng nhưng không thể cản phá trúng 3-4 người. Kiyaya đập tan đội hình SBTC và Celeb đã nằm xuống. Zeroth là người cuối cùng còn lại. Và tôi không nghĩ rằng Hạt Long Lốc có thể chạy được qua này. Anh ta buộc phải tốc biến và ta tạm thời là chạy được. Nhưng mọi thứ đã chấm dứt thật sự đối với BTC. Phút thứ 15 mà chúng ta biết kết quả rồi. Ui, hai đã dùng hạ sang hai người. Play, lấy gì để chạy? Câu trả lời của tôi là không. Không có gì để chạy cả. Điểm hạ gục thứ 6 dành cho Levi. Điểm tiền thưởng của ta đang là con số 700. Và cái lượng sát thương anh ta đang sở hữu thực sự là cố gắng cao. Gam lại nhưng mà chắc là không được rồi. Địa sẽ ngủ. Và khi Địa tỉnh dậy thì xung quanh Địa là một màu xám. Rồi hư ảo, anh Khánh đưa Địa vào cơn mơ. Ôi mẹ. Kiểu như thắng đội yếu có gì vui đúng không? À. Rồi ok. Một bước nỗ lực phản công ngược trở lại. Tốc biến. Ui. Rồi nhảy lên. Rồi ok, nỗ lực được đáp trả đến từ Celebrity. Giao tranh hang sư giả. KT quá khỏe. Style hơi bị yếu chút xíu, như ta cũng có được điểm hạ gục rồi. Tôi nói sai, Style không yếu. Style đi chung với Levi với KT, Style không hề yếu. Hạt lăng lóc trúng Địa. Và Địa lần này không cần ngủ hay là choáng gì cả. Địa đơn giản là đi. 6-16 nghiêng hẳn về cho bên phía của Gam Sport. Bản thi đấu này là xong rồi. Khó rồi, chưa kể cái nguồn sát thương của phía Gam nó không có yếu. Ôi, Slay lao vào. Siêu hùng giáng thế. Nhưng sát thương đến từ đâu đây? Câu trả lời là không, nhưng Levi đang bị kẹt trong căn cứ đối phương. Chia da vào cứu anh Khánh. Và Levi vẫn đang sống. Style lao vào hỗ trợ cho người đội trưởng của mình. Và không có hy vọng nào cho FPTC cả. Họ thất bại trong việc hạ gục Levi. 5 thành viên của Gam, hay nói chính xác hơn là 6 thành viên của Gam, cộng luôn con Sally vẫn đang còn sống. Và họ chỉ mất hơn 20 phút để có thể dứt điểm trận đấu này. Quá nhẹ nhàng, 2-0 dành cho Gam. Tấn công vào nhà chính. Và đây sẽ là chiến thắng rất nhẹ nhàng. Chưa dừng lại ở đó, họ đang cố gắng tấn công vào bất kỳ thành viên nào đến từ bên phía của FPTC Sport. Nếu như có ý định can thiệp cái việc tấn công vào công trình của phía Gam. Một trận thua vô cùng bạc nhược của bên phía FPTC Sport. Ngược lại phía bên kia là một lời khẳng định của Gam Esports, là ở mùa xuân 2021 này, họ thực sự đang khoác lên mình một màu sắc rất mới, rất khác với những gì họ từng trình diễn trong 2020.